mình chị An với chú Sùng chơi cái gì vui quá ạ? Cho em chơi với. Chơi gì mà chơi? Ba Tùng đang bị gì mà chơi hả? Ủa, chú Tùng chết rồi hả? Ai nói? Nói bậy bạ không à? Ba Tùng chỉ mới bị ngất xỉu thôi. Anh chị đừng lo, em có cách làm cho chú Tùng sống dậy nè. Chị ơi, đứa nó nói vậy kỳ cục quá. Ba Tùng, ba Tùng, đứng dậy đi mà. Ba Tùng, ba Tùng, ba Tùng, ba Tùng, ba Tùng, ba Tùng ơi, ba Tùng. Nè, em làm cái gì vậy? Em coi trên tivi á, người ta nói ai bị bất tỉnh, tạt nước vào mặt thì người đó sẽ tỉnh liền à. Ba Tùng có dậy đâu, quậy không à? Ủa, cái gì vậy tụi con? Đó, thấy chưa, anh chị thấy em giỏi chưa? Trời ơi, sao cái mặt từ đầu cổ ướt nhẹp hết vậy? Con tạc á. Sao con tạc chú làm chi vậy? An ơi, mấy giờ rồi? Dạ. Mấy giờ rồi An? Bây giờ ba đi làm coi. Không được đâu ba. Ba ở đây đi. Ba bị bệnh, ba đi làm là không sốt đâu. Ba mà không đi làm xếp tài giết ba. Không được đâu ba. Không được đâu ba. Ba đang bị bệnh nặng mà ba còn đi làm là ba chết luôn á ba. Ba không được. Con bóp cổ ba mới chết á. Chú Tùng ngoan. Chú Tùng đừng có đi làm. Chú Tùng mà chết á là mẹ con khóc nhiều lắm ba. Ôi, chú phải đi làm thôi. Không, chú Tùng đi làm. Trời ơi, đi làm. Chú Tùng đi làm. Hồi nãy con chết, bây giờ mới chết nè. Ôi, không phải đi làm đâu. Con hả? Ba, để con khám bệnh cho ba nha. Biết khám không? Khám không Tương? Dạ có. Mấy bạn thú nhà bông hết bệnh mà nhà con không đó ba. À, hay quá. Đó là bác sĩ thú y, còn ba là con người mà. Ba đâu phải giống mấy bạn thú nhà bông của con. Để con đấm lưng cho ba đi. Thôi được rồi, con đừng đấm lưng cho ba. Ê trời, ba dậy ba đi rót nước ba uống. Không ba. Để con đi rót nước cho ba. Thật, con trai tôi bữa nay ngoan dữ vậy trời. Trời ơi, biết rót nước không vậy con? Để ba ra ba rót cho. Dạ con rót được rồi. Cái gì vậy? Đây. Ba uống đi ba. Đây ba. Mình đây ngồi với ba. Ngoan lắm. Trời đất ơi, sao nóng hổi vậy con? Dạ, thì bệnh uống nước ấm mới mau hết bệnh chứ. Cái đó là nước ấm, còn cái này là nước sôi. Trời ơi, sao con lấy ra ra nước sôi con đưa cho ba uống mà lột lưỡi luôn rồi sao con? Thôi được rồi. Đây. Ơ trời, đổ lên người ba chết luôn à. Con để ra, con kéo đó ra. Kéo ra. Đây. Thôi để đi. Rồi. Được rồi. Ba, con có pha sẵn nước cam cho ba rồi nè. Trời ơi, bữa nay hai đứa con đứa nào cũng giỏi hết. Cảm ơn con nha. Dạ. Chà. Ủa, ai dạy con pha nước cam? Dạ, con tự pha. Giỏi quá. Cảm ơn con. Bà uống đi nước cam mà vô là ba khỏe liền luôn á. Dạ. Đi nước cam của con gái ba pha chắc ngon dữ lắm mà. Cảm ơn con. Dạ. Sao vậy ba? Mặn chát luôn á. Ủa, cam gì mặn dữ vậy con? Con nhớ là con bỏ đường mà. Cô bỏ lộn muối rồi đó cô gái. Mà bỏ nhiều nhưng phải bỏ ít đâu nha, mặn lắm luôn á. Ba để nó đi, con uống cho. Không được, muối nhiều lắm con uống cho con bệnh nè.
Thôi được rồi, được rồi, được rồi, để ba, để ba, để ba. Ba còn khỏe rồi. Ba con đang nằm bệnh mà. Thì để cô vô coi sao. Dạ. Trời ơi. Anh ơi. Anh. Em nè. Em đưa anh đi bệnh viện nha. Rồi. Nha. Thôi được rồi, đâu cần đi bệnh viện chi đâu em. Trời ơi, sao mà ra tới nông nổi vậy, cái gì hả? Anh làm cái gì mà bây giờ bệnh tới mức mà nằm bẹp chí vậy luôn nè. Mệt lắm không? Trời ơi. Anh mệt á, đang ngủ ngủ được một chút á, em vô em khều cái anh dậy luôn. Anh bày ra sửa nhà làm chi vậy? Cái này là kiệt sức nè, vừa sửa nhà, vừa đi làm, rồi về vừa lo cho hai đứa nhỏ nữa. Rồi bày ra sửa nhà, lỡ sai phong thủy thì sao? Phải. Ngày xưa ở mình thì sống sao cũng được. Nhưng mà bây giờ có hai đứa nhỏ rồi, nhà cửa phải tươm tất sạch sẽ, phải thay đổi từ hình thức tới nội dung, hiểu không? Anh bày dễ không à? Tụi nó con nít nhà ở là mừng rồi, sửa sang làm cái gì không biết nữa. Thôi đừng nói vậy mà, để anh nghỉ ngơi chút đi em. Bây giờ anh lên bệnh viện nha. Tôi bệnh viện chi? Anh biết anh bệnh gì mà, để anh nằm nghỉ chứ là anh khỏe thôi. Trời, thấy anh vậy em lo quá à. Thôi được rồi, lo gì, em ngồi đây chơi với hai đứa nhỏ nha, anh đi ra ngoài dọn dẹp. Ê, thôi 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 thôi, bệnh đi không nổi mà dọn dẹp cái gì, để đó em làm hết cho. Còn hai đứa nhỏ mà. Hai đứa. Dạ. Bây giờ ra ngoài phụ cô Linh nha. Phụ gì vậy cô? Thì cô kêu làm gì làm đó. Nhưng mà cứ nói trước là nha, mất lòng trước đặt lòng sau. Làm sao? Tụi con làm việc nhẹ, cô làm việc nặng. Đúng rồi đó cô. Nói đúng mà, chứ không lẽ nó nhỏ bắt nó thiên giác tội nghiệp nó. Hay để anh đi làm. À, thôi, 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 thôi 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 thôi. Anh cứ nằm yên đó, để em làm cho. Mà công nhận, anh có hai đứa con đáo để thiệt. Quá trời đồ vậy trời. Cái này giữ lại làm cái gì đi. Ông này. Hai đứa ngồi chơi không biết phụ gì hết trơn á. Vì hai đứa đó mà ba con phải sơn sửa lại cái nhà, rồi vừa làm nhà rồi vừa đi làm, bây giờ bệnh nằm một đống thấy không? Ủa cô ơi, bộ cô không thương tụi con hay sao mà lúc nào cũng nói nặng với tụi con vậy? Không phải là cô không thương hai đứa con, nhưng thẳng thắn mà nói, hai đứa con là kỳ đà cản mũi thì Candy và Winner nhà cô mới không gọi chú Tùng là ba, chứ không tới lượt hai đứa con đâu, hiểu không? Chị này, tụi nhỏ là con nít, sao chị nói tụi nó như vậy chứ? Ủa, chị chỉ nói sự thật thôi mà. Sự thật gì? Chị á, chị nhìn lại chị đi, chị xinh đẹp giàu có nhiều sự lựa chọn, sao chị cứ nhắm vào chú Tùng mà tấn công vậy? Tại chị thích. Chị thích tấn công chú Tùng đó rồi sao? Em con nít con nói biết gì chuyện người lớn mà nói hả? Còn chị là cái đồ trơ trẽn. Nè, nói gì là hổn nha. Rồi sao? Tôi trơ trẽn đó rồi sao? Dạy có hai đứa con không biết thân phận của mình. Nè, đừng có nói kiểu đó nha. Thôi được rồi. Anh ơi. Được rồi, được rồi. Nó còn nít mà nó nói chuyện trên đầu trên cổ em kìa. Không gì anh là em nhào để bắp cổ nó rồi đó. Thôi mà, hai người làm ơn nhỏ tiếng đi. Có mấy đứa con nít ở đây gây nhau. Ừ. Mệt không có mệt gì hết á Linh ơi. Anh nói cho em nghe nè. Hả? Anh thật sự là không có thích em. Và anh không có hợp với em nữa. Anh nghĩ tụi mình nên làm bạn đi Linh. Còn con nữa Vi, con không cần phải tranh cãi bất cứ chuyện gì hết. Chú ổn. Về phần em á là vừa. Còn anh á, anh quá đáng lắm luôn. Tại sao anh đối xử với em vậy nè? Mai mốt anh bệnh, anh có chuyện gì đừng có kêu cái con này qua lo cho anh nữa. Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ không bao giờ thấy em xuất hiện trong cuộc đời này nữa đâu. À. À. À.
con nhỏ hơn chị Linh đó. Tại vậy chửi con chú chứ bộ. Nhưng mà mình nhỏ hơn, không có nói chuyện vậy được. Tụi con đói bụng chưa? Mày dắt tụi con đi ăn nha. Nhưng mà ba đói bệnh chưa? Hay là con nấu cái gì cho ba ăn nha? Ba khỏe dữ lắm rồi. Ba khỏe là biết sao ba khỏe không? Tại vì lúc nào bên cạnh ba cũng có hai thiên thần tiếp sức cho ba hết. Đi ăn nha. Dạ. Vì đang với chú nha. Chú Tùng. Chú Tùng ơi, mẹ con đâu rồi? Trời ơi, mẹ nhỏ đâu vậy? Con đi ơi. Trời ơi, mẹ con về rồi sao tự nhiên không bỏ nhà, qua nhà chú bỏ vậy con? Thôi khỏi luôn đi, chú ơi con đói bụng quá à. Trời ơi, vừa mới bỏ ra xong giờ nạp vô lại liền hả? Sao có ai muốn cho Candy đi ăn không? Dạ không. Thôi, cho con để đi ăn đi. Không, không cho đi ăn đâu. Không cho đi ăn đâu nha. Em muốn đi ăn, em muốn đi ăn. Không, không, đi về. Thôi, 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 thôi. Giỡn đủ rồi, giỡn đủ rồi. Không cho đi ăn đâu. Để cho ba vô thay đồ xong ba dắt bốn người đi ăn luôn. Có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi trêu chè, may mắn sẽ đến bên con dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng. Na 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 na.